Trời nắng nóng nực, thèm đồ chua chấm với muối ớt. Đưa tiền cho cháu, nhờ cháu đi chợ Thạnh Trị, Tiền Giang mua giùm ít trái cây chua. Nó ra nó không có mua nhiều hết á, hơn 2 kg sầu riêng, gần 2 kg trái mây, 5 kg cóc, cóc Thái có, cóc Vườn có, sỏi cát 3 kg, sỏi keo 2 kg, sỏi Thái với sỏi Đài Loan 3 kg. Nó nói là xe hết chỗ chở rồi, chứ còn nó mua thêm, tại vì nó biết mình đang thèm nên nó mua. Nó cung cấp vitamin C mùa nắng, đây là lương thực nó cung cấp trái cây cho 1 tuần sắp tới. Nó mua 2 kg bơm, 1 kg lê với 4-5 trái bưởi nữa, cũng hên là nó chạy chiếc e black đi nên nó chở về nhiêu đây. Chứ nếu mà lúc đi mà đi xe tải nhỏ hay là xe ba gác thì giờ chắc mở luôn sạp trái cây bán trước cửa rồi. Đây là lý do tại sao mà đi mua cái gì cũng muốn tự mình đi mua, tại vì nhờ người khác đi mua đương nhiêu tiền là mua hết nhiêu, về có ngày là bị ngộ độc luôn trái cây không chừng. Amen.